À, chào cả nhà cái đi con. Chào cả nhà. Trả lời với kênh của Điệp xin gửi lời thân thương chào đời đến quý cô dì chú bác anh chị nha. Chào các anh em nghiệp và fan của Điệp nha. Hôm nay Điệp đi lấy ông cả nhà ơi. À, tổ ong này Điệp cắt cho bác trai. À, tổ ong nó đóng cũng dài lắm, cái mét ngoài ạ. À. À, nó đóng ở nửa màn hình nó đó anh em. À, thì chủ nhà bác trai bác là đằng kia bác đang đi công chuyện. Điệp cũng bắt cái mối này quen rồi anh em. Rồi giờ Điệp lên nha. Mặt trời nó hơi chá nha anh ơi. Rồi, để nó hỗ trợ cây than. Không biết có ông bằng không nữa. Lâu rồi không quay lại cái này. Mấy tháng này à. Lên mình. Thôi Điệp đốt ở đây cái đi anh em ơi. Lên đó nó cũng hơi bự bựa. Đây mình của Điệp nó đã có nọc rồi. Rồi, giờ Điệp lên nè. Trơn quá trời ta. Tụi ông lớn dài hết biết luôn rồi. Tụi ông này nghĩ là nó chám vô vậy anh em. Quay cho anh em xem ha. Nó dài lắm, mét mấy á. Mình Điệp nghĩ là nó chám vôi. Thì thấy nó u, cái đầu mặt nó u đó. Hết biết luôn anh này. Thì thao tác Điệp lấy mặt nha anh em. Sao nó không cháy rồi? Không cháy anh em ơi. Lá dừa cổ lô sĩ nó còn tươi quá. Rồi Điệp lên. Ừ, có mấy con ong nó gác cửa nè anh em, nó bò đi ra nó kiếm Điệp nè. Cái này cũng Điệp thấy là chắc nó chấm vôi nó quá anh em. Tụi ong này nó cũng ba gai dữ lắm nha, tại vì nó có khối mà nó lên kêu gì đây là nó không có bay nè. Nó có khối mà nó còn không bay nè. Mấy tụi ong nó cũng hôi ba trợn. Mày ba gai với tao ba trợn luôn nè, nó đâu bay đâu anh em. Ủa, nó cháy cái mỏ. Có khối mà nó còn không bay luôn. Ghê thiệt. Tổ này mặt đã coi. Qua wow, trời cái dĩ dài luôn. Chấm vô hết biết anh em ơi. Vô rồi. Vô rồi bác trai ơi. Ây da. Mắc cái cây này. Tiếu thiệt. Úi da. Ồ tổ chám rồi. Quá trời tổ chám rồi. Khiều mấy ngon ăn ngon gan cái. Không biết anh em ơi mà không có quay được anh em ơi. Ủa, đi có tổ rồi.
Điệp máng cái gọi nó không được luôn rồi. Ây da, anh em chờ Điệp một cái nha. Điệp đi qua con này luôn. Trời luôn. Quá trời luôn. Có đi cục mặt rồi. Ui, cục mặt. Lắm cục mặt rồi. Điệp không có quay được à. Điệp má cái gọi này đằng sau một cái. Ui da. Điệp quay một cái cho anh em xem nha. Qua khỏi rồi. Đó, anh em thấy không? Im ha. Nó hồi khỏi nha anh em. Wow. Địch nằm luôn à. Oh, cục mặt đã quá. Hết đi cục mặt lý tưởng luôn anh em ơi. Khỏi hết biết rồi. Mặt chà bá luôn. Nó chơi cục mặt đã anh em. Ồ. Oh. Quá im. Rồi, Điệp thao tác, Điệp lấy mặt anh em ơi. Nó hơi khó nha anh em. Ây da. Ồ, Điệp nằm. Nói chung là Điệp nằm nha anh em. Nó chứ Điệp không có ấy được. Điệp nằm, Điệp ôm cái thang cây luôn nè. Điệp nằm á. Rồi, Điệp lấy mặt anh em à. Không có chỗ máng cái cây gọi luôn. Không có chỗ máng cái cây gọi đi luôn ta. Điệp kẹp ở dưới giò đi. Đừng rớt nghe trời. Rớt cái khóc tiếng A cặp không ạ. À. Con mặt bự nha. Mở hàng con dao mới mua luôn. Con dao kia Điệp rớt à. Mở hàng luôn. Mở hàng dao mới luôn. Nó cũng không có phán hoa hùng gì mấy. Địch đắp lên đây đi. Ơ hình như cây gọi nó muốn rớt rồi ta. Ý cây gọi nó muốn rớt anh em ơi. Rớt cây gọi cái tiêu tụng ạ. Này nở hết trơn rồi nè. Địch dục cái phần nở này xuống đi. Điệp đắp xa xa ra ngoài đi. Tại Điệp nằm á, nó lỏng cộng nên lấy nó cũng hơi khó đi xíu nè. Quá trời cục mặt rồi. Bự. Biết sao mà Điệp lấy được nữa nè. Tại Điệp nằm. Điệp lắc. Ôi. Quá trời anh em ơi nè. Quá trời. Mặt dữ lắm rồi. Ôi.
trời trời đẹp một cái nha. Ô cục mặt con voi bự nè, biết luôn. Bên đây nữa nè, quá trời luôn, khoảng hai lết mấy. Đừng bỏ vỏ cái này. Vô. Ôi má ơi, cho nó qua này. Đây, cái cây này đây, cái nhà coi nè. Cái cây này mà đẹp khó nằm á. Quá im. Ui, tụi ông nói chung nó đóng cũng hơi xa ở ngoài đó ha. Im quá anh em ơi. Ngon lành bác trai ơi. 2 lít ngoài. Dạ. Ở dưới bữa nãy con nhìn con biết là chám voi lắm mà con nói khoảng cả đứt mấy rồi. Xuống hơi khó quá ta. Ồ, thằng đệ ở dưới hả gì vậy? Lại chứ. Tưởng đâu bắt trên này mà ở dưới chứ. Để đây luôn hả bác trai? Thôi mình rút đi vô đi. Rút vô cho bác đi, con ngã xuống cặp ở bên hông nhà nè. Dạ cũng được, sao cũng được. Cái bác trai kêu để lại. Để con. Ồ, để ngay cái tiếng. Rồi. Nặng à ta. Ừ. Nó nở đâu bác trai đó không? Nếu mà để mà ví dụ mình không lấy mặt á là nó nở hết, rồi đầu nó rút mặt đi rồi. 2 lít mấy mặt. Đó con thấy không? Con nhìn con biết tụi ông nó nở mà. Đó bác trai kìa. Hả? Vàng á. Được rồi, chính xác à. Dạ. Chắc không ngon rồi. Biết luôn. Nè anh ba cầm cây khói anh ba. Ừ. Chám vô nè, môi mặt nó vàng. Nè, nó vàng nè. Đã thiệt chứ. Bác ba bác trai gửi tiền ra nè kìa anh ba. Cái video của đẹp nó bị mờ cái gì anh em ơi, nó bị cái nọc. Cái nọc ông rồi. Rồi bị cái nọc ông rồi. Rồi nó bị cái nọc ông rồi. Anh em chờ đẹp một cái nha. chờ đẹp một cái nha. Rồi đẹp chưa? Hả? Đẹp chưa? Ừ, nó cũng vẫn còn mà anh em ơi. Anh em thôi không cảm với anh em, tại vì đẹp lao á. Nó cũng vẫn còn mà. Rồi cậy. Thôi, về thành quả với bác trai cho đẹp 100.000 đẹp cũng mừng lắm mà video nó hơi mờ nha anh em, tại vì nó bị ba cái nọc ngon á, vô camera. Đẹp gửi lời chi ăn chúc đến cô dì chú bác anh chị á, con buổi tối xem clip của đẹp luôn dễ và hạnh phúc yêu thương nha. Giờ đẹp bye bye, hẹn cả nhà ăn clip tiếp theo nha. Thì bye bye cả nhà. Rồi bác trai chào nhà bác gái chào nhà con gái. Rồi dạ cảm ơn bác trai bác gái. Dạ dạ. Rồi. Giờ thầy trò của đẹp đi lên đường.